ăn được ít. Bữa nay là mình đãi mấy anh em là đặc sản miền Tây luôn nha bà con. Mắm cá linh. Không vlog hả? Vlog. Mắm cá linh này là mình đang bán tại cửa hàng ha. Mắm cá linh bông điên điển. Có bông súng luôn. Đây là đồ động hết luôn á. Mắm đây cũng nấu là nấu từ mắm của cửa hàng đang bán luôn nha. Rồi vô đi, vô đi. Đăng ký YouTube chưa? Làm kênh YouTube chưa? Có hết chưa? Được. Rồi, vô hết, vô hết, vô đây, vô đây, vô đi. Vô làm cái xâm tụ coi. 2 3. Vô. Bữa nay là đặc sản miền Tây là đã có mặt ở Sài Gòn nha bà con. Đây là lẩu mắm cá linh. Có 102 ở Sài Gòn ha. Bên này là cũng là những cái món ở cửa hàng bán nha bà con. Chả mực nè. Rồi cho nó mình nè. Chả cốm nè. Chị. Chả cốm nè. Còn này là gà ủ muối qua tiêu nha. Đây là những món ở cửa hàng đang bán hết á.